Hey, hello anh em, mình ở Vơi đây. Thì hôm nay là ngày thứ 10 chơi game Call of Dragons. Thì như anh em biết ấy, thì mình mới qua server 32 được 2 ngày. Thì hiện tại là sự kiện đường đến Vinh Quang, mình mới đang ngày 2 thôi, ngày 3, ngày 4, ngày 5 chưa mở. Thì ngày xưa ấy, người ta có câu nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Còn bây giờ tôi đã cho anh em một câu mới. Bây giờ là gần mực thì đen, mà gần các boss thì phải làm. Hôm nay quyết định phải làm tiền thôi anh em ơi. Thì hôm nay mình mua cũng khá là nhiều gói anh em ạ. Hệ thống hôm nay mua khá nhiều gói đấy. Mua ít tiền anh em, bỏ ít tiền vào game thôi anh em ơi. Thì sẽ giải thích lý do tại sao anh em ạ. Ok. Thì lý do thứ nhất là hôm mình qua đây ấy, thì các boss còn bảo là ôi vui vẻ thôi, không đánh nhau đèo 2 mới đánh. Thế mà hôm qua chưa gì đã bảo ôi đèo 1 chuẩn bị đánh nhau rồi. Thế lại mùng 4 tháng 7 22:30 đây anh em ơi. Đèo 1 mở là đánh nhau anh em ạ. Chuyến này lại phang nhau rồi. Thư mới thì chuẩn bị như là đánh thằng Chisco Clan. Thông tin mới anh em ạ, chuẩn bị là có thể là đánh nhau với cả BDM, cả BDO. Chết rồi mẹ, thế này hỏng. Và cái thứ nữa là mình từng đã nói vài lần rồi ấy, là mình rất là thích team Cigar. Ok. Ngày xưa tính qua 1818 để chơi cùng các boss ấy, nhưng mà vì một vài lý do là mình muốn những cái mà mình theo đuổi những cái mình muốn, nên là mình đã không về 1818. Nhưng mà mình thực tình là mình muốn đánh trải nghiệm thử chơi cùng các boss. Mà bây giờ sắp sửa đánh nhau rồi, chẳng lẽ giờ cầm free to player cao mẹ 200.000 sức mạnh thì đánh nhau. Lại để các boss đánh một mình. Mình phải đi chiến với anh em, nên là phải lên thôi, phải lên đủ sức. Cái nữa là các boss lạp nhiều quá, các boss lạp ác quá. Các boss mẹ bỏ ra mẹ chục nghìn đô vào một game, chẳng lẽ tôi không bỏ được độ mẹ 100-200 đô vào. Thì đánh phải cố gắng giúp các boss tí chứ, mới cả cái nữa là mình, bản thân mình là mình không muốn làm gánh nặng cho người khác. Đặc biệt là khi vào clan VSD rồi, thì hôm đầu tiên vào thì bảo là vui vẻ thì không đánh đến đầu 2, có thể mình sẽ đợi thời gian, mình có thể chờ mình đẩy. Nhưng mà sắp đánh nhau ăn lơi rồi thì giờ lại mẹ cầm 200.000, 300.000 cao ở trong clan, không đánh đấm gì ở đấy, hít dương vàng, mang tiếng, đúng không? Nên là phải lên, phải đánh. Phải đầu tư. Với cả được cái là có con tướng ở trong cái cửa hàng VIP, con tướng Lilia anh em này. Con này dùng chắc lâu dài được anh em ạ. Với cả nó hợp với cái cách đánh của tôi đang muốn xây dựng bắn từ xa. Tướng này cũng khá là quan trọng. Mấy cả bây giờ mình đang yếu hơn rồi, giờ mình phải có tướng nào khỏe khỏe tí anh em ạ. Chứ còn cầm mấy con tướng yếu quá, ra quá mà sức yếu nữa, tướng yếu nữa thì đánh làm sao được. Nên là đấy là lý do anh em ạ. Nên là mình phải làm thôi anh em ạ. Thì hôm nay hiện tại bây giờ sức mạnh mình là 769.000, gần 800.000 rồi. Mình đã mở được T3, mở T3 lữ tu sĩ T3 anh em ạ. Sẽ chơi chuyên về lữ tu sĩ bắn từ xa. Đây gọi là cái kế hoạch của mình. Và tướng hiện tại là mình đang để con Lilia này 511. Thì mình chưa lưng. Thì tôi đang tính tôi đợi là lên 5111 rồi tôi lưng. Nếu mà may mắn mình có thể lên được 5155 thì có thể mình không cần mở thêm một gói nữa, mình không cần lên expertise. Tại vì tôi cảm thấy cái nhiệt huyết này, cái kỹ năng thứ 5 này không cần thiết lắm. Nếu mà mình có thể lên được cái level skill 4 cả skill 3, kỹ năng 3, kỹ năng 4 cao. Thì đấy mình đang gọi tùy thuộc cái may mắn của mình thôi. Để xem như thế nào. Có phải mua hết mua hết gói không? Nhưng mà hiện tại mình mua mấy gói rồi, mình chưa lưng đâu. Thì tình hình là vậy anh em ạ. Không thể làm free to play nữa rồi, pay to win thôi anh em ơi. Hoàn cảnh đùn đẩy vào cái góc đường, đây gọi là gì nhỉ? Hoàn cảnh đưa đẩy vào cái gọi bước đường cùng anh em ạ. Đây bước đường cùng rồi phải làm thôi anh em ơi. Mấy cái vấn đề gì nữa mình muốn nói, vấn đề nữa, tôi quên mất. Đánh em viết xuống giấy ấy. Em viết xuống giấy nên có khi gì muốn nói thì mình nói cho dễ. Chứ để mẹ đang tính bảo gì quên mất rồi. Đang tính bảo sao nhỉ? Quên bá mất rồi. Còn một lý do nữa mà tôi lâng tôi lên mẹ vừa trong đầu xong quên hết anh em ạ. Lý do gì nữa nhỉ? Lý do gì nữa mà mình phải lên lên pay to win nhỉ? Để Nguyên đi dò thám tí xem có nhớ lại không nào. Ai già rồi anh em ơi. Già rồi, quên mất rồi. Thì chuyến này lấy trộm tiền sữa của con sau này để lạp vào làm pay to win. Thì sau này mà con mình có xem lại được video này thì bố xin lỗi con vì bố lấy tiền sữa của con bố làm vào game. Hy vọng vợ không thấy game này nha. Vợ thấy vợ trong game thấy cái lạp vào tiền vào game nhiều quá, vợ sợ chết. Thôi thì để xem ngày mai anh em ạ. Cái mai là khả năng đánh nhau lớn anh em ạ. 22:30 mùng 4 tháng 7 là độ tầm 5-6 giờ Việt Nam buổi sáng gì đó ấy. Khả năng biết các boss của Việt Nam có thức không? Thì để xem như nào, ok anh em. Quyết định rồi, pay to win anh em ạ. Pay to win thôi chứ còn free to play mệt quá. Free to play bị đấm cho mệt quá. Mấy cả đợt này mà đánh thằng Chisco mà cầm free to play đi ấy, cầm free to play cao đi, yếu quá đánh mẹ thua nó lên nó cười đểu cho. Nó cười tôi không sao. Nó bảo là Việt Nam yếu quá, đánh đấu lại nó. Anh hiểu không? Nó cười cho không được. Mẹ, nó cười tôi được nhưng mà nó không thể cười anh em Việt Nam mình được, anh em hiểu không? Nên là mình sẽ lưng cố gắng khỏe khỏe tí, có gì gặp nó ăn phang nó anh em ạ. Ok. Nên là hy vọng lên được mấy con tướng khỏe khỏe tí. Rồi có thể tùy thuộc vào tình huống xem có lạp thêm tí nào không. Chưa biết. Lỡ tay hôm nay hơi bị lỡ tay, xài hơi bị nhiều tiền anh em ạ. Cảm ơn anh em nhé đã xem video. Có gì mình sẽ cập nhật thêm. Còn một vài lý do nữa mà tôi quên mất rồi. Đánh tôi lên viết xuống mấy lý do tại sao mà tôi làm mà tôi quên mất rồi. Tạm biệt anh em nhé. Có gì mai sẽ livestream đánh nhau. Tạm biệt mọi người.